Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Dương Dê. Và đây là số tư vấn điện thoại. Ở video tư vấn điện thoại thì mình sẽ cố gắng làm sao trả lời được nhiều nhất tất cả những cái comment của các bạn đó. Và ở mỗi một cái video thì mình sẽ lọc ra những cái comment nào mà được nhiều bạn quan tâm nhất. Các bạn sẽ quan tâm tới những cái chiếc điện thoại nào trong tầm giá bao nhiêu tiền, và trong tầm giá đó thì các bạn sẽ phân vân giữa điện thoại nào với điện thoại nào. Đấy, thì mình sẽ cố gắng trả lời những cái comment, những cái thắc mắc của các bạn, chủ yếu xoay quanh vấn đề là lựa chọn mua điện thoại. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay. Câu hỏi đến từ bạn Trương Ngoan, bạn hỏi là anh em thấy điện thoại Motorola Z2 Force chip Snapdragon 835 3,5 triệu có nên mua để dùng lâu hay không, chơi game có được hay không, chúc anh sức khỏe, mong anh trả lời. Cái câu hỏi này cũng rất là hay, bởi vì là cái chiếc điện thoại Motorola Moto Z2 Force là một cái chiếc điện thoại mà nó cũng tương đối là cũ rồi. Đấy, tuy nhiên là cái sản phẩm này thì có những thông số mà mình nghĩ là chúng ta rất để ý tới, đặc biệt là trong cái tầm giá khoảng 3,5 triệu. Đấy là sản phẩm này sẽ có màn hình là 2K. Đấy, màn hình với kích thước là 5 inch, độ phân giải là 2K. Đấy, nó sẽ có RAM là 6GB, bộ nhớ trong 128GB và chạy con chip Snapdragon 835. Đây là một cái cấu hình rất mạnh mẽ ở trong cái thời điểm hiện tại. Tuy nhiên nếu mà các bạn để ý thì cái viên pin của nó tương đối đuối so với ở màn hình 2K. Đó là viên pin 2730mAh. Đấy, mặc dù là có sạc nhanh nhưng tuy nhiên là cái viên pin này mình cảm thấy là nó hơi đuối. Cái sản phẩm này thì cũng sẽ có bộ đôi camera kép ở phía sau có độ phân giải là đều là 12MP và một camera tự sướng có độ phân giải là 8MP. Nói chung ấy là trừ cái viên pin ra thì tất cả mọi cái thông số của sản phẩm này đều ok. Vậy là nếu mà bạn muốn mua cái chiếc Motorola Z2 Force này thì bạn chỉ cần lưu ý đến hai vấn đề thôi. Thứ nhất, đấy là vấn đề về pin. Và thứ hai nữa là vấn đề về tìm kiếm linh kiện để sửa chữa. Bởi vì đây là cũng là một trong số những cái sản phẩm mà nó rất là hiếm, hiếm về Việt Nam ấy. Nên là nếu mà bị hỏng hóc thì sửa chữa sẽ rất khó khăn, hoặc là cái việc chờ đợi để sửa chữa nó rất là lâu. Đấy, chứ còn lại thì với tầm giá này thì sản phẩm này về mặt thông số là rất ok rồi. Đấy, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Thánh Ân. Bạn hỏi là chú ơi, chú tư vấn cho con giá từ 4,5 triệu trở lại đi ạ. Tư vấn hàng mới chính hãng nghe chú, nhu cầu của cháu chỉ để chơi game thôi, chúc chú sức khỏe. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Với cái nhu cầu này của bạn ấy thì trong cái tầm giá từ 4,5 triệu đổ xuống thì mình nghiêng nhất về Redmi Note 7. Đấy, bạn thử xem là Redmi Note 7 hàng chính hãng bạn đã có thể mua được cái phiên bản RAM 4 bộ nhớ trong 64 chưa, sau khi đã trừ đi hết quà tại Hoàng Hà Mobile. Đấy, hoặc nếu không thì mình nghĩ là cố lên một tí để mua Redmi Note 7 sẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất của phân khúc hàng chính hãng. Tại sao lại như thế? Tại vì đây là một cái sản phẩm mà bạn nhắm tới vấn đề là chỉ chơi game. Vậy là hai yếu tố quan trọng nhất đấy là cái hiệu năng và cái thời lượng pin thì Redmi Note 7 đều đáp ứng được. Còn nếu không ấy thì trong cái tầm giá hàng chính hãng, bạn thử liên hệ tới Hoàng Hà Mobile xem là Vsmart Active 1 Plus liệu sau khi đã trừ đi hết quà còn cái mức giá là 4,5 triệu hay không. Đấy, bởi vì là mình thấy là ngay trong tháng 7 này là cái Vsmart Active 1 Plus nó đã tăng giá lên rồi. Đấy, không biết là cái giá chính xác của nó sau khi đã tăng lên là bao nhiêu, nhưng bây giờ các bạn sẽ không thể mua được Vsmart Active 1 Plus với mức giá là 3,5 triệu nữa đâu. Đấy, trước kia thì mình bảo là các bạn hãy mua nhanh lên, không là nó hết hàng đấy, nhưng mà các bạn cứ phân vân, các bạn cứ không mua. Thế bây giờ đến tháng 7 nó tăng giá lên, thế phải là khổ hay không? Đấy, ở trong một cái video trước đó thì mình đã làm. Đấy, tuy nhiên là cái thời gian mình xuất bản video lại đúng là cái thời gian mà Hoàng Hà Mobile lại vừa tăng giá lên xong. Đấy, rất là đáng tiếc. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Gaming Vlog. Bạn hỏi là Vsmart Active 1 Plus với Redmi Note 7 máy nào hiệu năng chơi game chụp ảnh tốt hơn, chúc anh làm việc thành công trong cuộc sống. Rồi, với cái hiệu năng ấy thì mình thấy là như này, Vsmart Active 1 với cùng một tầm giá thì nó sẽ được cái hiệu năng tốt hơn, bởi vì là RAM nó sẽ ngon hơn là Redmi Note 7. Tuy nhiên là RAM 4GB với chip 660 với RAM 6GB với chip 660 nó không lệch nhau quá nhiều đâu. Đấy, có thể coi là một hiệu năng là 19.5-10. 9.5 là dành cho Redmi Note 7, còn 10 thì dành cho Vsmart Active 1 Plus. Tuy nhiên là chụp ảnh thì hoàn toàn khác nhé. Chụp ảnh thì Redmi Note 7 sẽ tốt hơn rất nhiều so với cả Vsmart Active 1 Plus. Mình có thể đánh giá là nếu mà Redmi Note 7 được 10 điểm về chụp ảnh thì Vsmart Active 1 Plus sẽ được khoảng 7.5 điểm. Đấy, còn về chơi game thì mình nghĩ là dù sao viên pin 4000 của Redmi Note 7 nó cũng sẽ trâu hơn là viên pin 3600 của Vsmart Active 1 Plus. Nên là nếu mà chơi game chúng ta cũng phải để ý đến cả vấn đề về pin nữa, thì cái điều này là Redmi Note 7 sẽ nhỉnh hơn. Đấy, để lựa chọn sản phẩm nào giữa hai sản phẩm này thì hiện tại Redmi Note 7 đang có cái ưu thế, nó sẽ tương đối là toàn diện hơn là Vsmart Active 1 Plus. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Tuyệt Chiêu. Bạn hỏi là em chào anh tư vấn cho em từ 2-3 triệu mua điện thoại nào để chơi game.
em chỉ cần chip Snapdragon 450 trở lên. Đấy, với cái yêu cầu này của bạn ấy thì mình sẽ có hai cái sự lựa chọn cho bạn. Sự lựa chọn thứ nhất đó là Nokia 5.1 Plus. Cái sản phẩm này thì đang có mức giá rất hấp dẫn, đó là 2.990.000 đồng tại Hoàng Hà Mobile. Và đây là sản phẩm mà chạy con chip Helio P60 rẻ nhất của phân khúc hàng chính hãng. Và Helio P60 mình đánh giá là mạnh hơn Snapdragon 450, đấy đều chắc chắn rồi, bởi vì Helio P60 phải ngang vào chip Snapdragon 636 cơ. Hoặc là bạn cũng có thể lựa chọn Redmi 7 với cả cái con chip Snapdragon 632, đã là hơn 450 rồi. Đấy. Còn nếu mà bạn cố lên một tí thì bạn cũng có thể tham khảo qua Vsmart Active 1. Cái sản phẩm này thì đang có mức giá nó dao động từ khoảng 3 đến 4 triệu, nghĩa là bạn sẽ phải cố gắng lên một chút để bạn có một cái sản phẩm chạy con chip Snapdragon 660 nó sẽ mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn xanh tóc đỏ. Bạn hỏi là anh so sánh Kirin 710F với cả Snapdragon 660 đi. Rất nhanh chóng thôi, Snapdragon 660 sẽ mạnh hơn Kirin 710F. Đấy, thực ra là gần đây thì Huawei họ ra mắt một số các sản phẩm mới, họ ghi là chip Kirin 710F, nhưng mà bản chất của nó thì vẫn là cái nền của cái con chip Kirin 710 thôi, nó không có quá nhiều sự khác biệt đâu. Đấy, chẳng qua là họ không thể có được cái chip mới nên là họ mới để cái tên là 710F để cho nó cảm tưởng nên là mới thôi. Chứ còn đây vẫn là cái con chip cũ của năm ngoái, cải tiến hơn tí tí, không đáng kể, và chắc chắn là sẽ thua Snapdragon 660. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Khôi Nguyễn. Bạn hỏi là có nên mua Samsung Galaxy A50 không anh? Mong anh trả lời. Rồi, với Samsung Galaxy A50 thì mình thấy là tại Hoàng Hà Mobile bây giờ đang bán với mức giá là dưới 6 triệu. Dưới 6 triệu là chúng ta đã được một sản phẩm của Samsung rồi. Có thiết kế cũng có thể coi là tương đối ổn. Đấy, mặc dù là thiết kế là toàn là nhựa. Đấy, màn hình thì là màn hình AMOLED luôn nhé, 6.4 inch, độ phân giải là Full HD cộng. Tấm nền hình là cao cấp rồi. Có vân tay bên trong màn hình, mặc dù là vân tay rất chậm. Đấy. Sản phẩm này thì sẽ có RAM là 4GB, bộ trong là 64GB, chạy con chip Exynos 9610. Vậy là có thể coi là cái sản phẩm này là nó xem với cả những sản phẩm mà chạy chip Snapdragon 660, RAM 4 với cả bộ trong 64. Giá như mà cái con Galaxy A50 này mà nó thay cái con chip Exynos 9610 bằng con chip Snap 660 thì thực sự là nó sẽ bán vô cùng chạy. Đây là cái sản phẩm mà bán chạy nhất trong khúc tầm trung của nửa đầu năm nay đấy. Đấy, nhưng mà con này mà chạy 960 thì còn chạy nữa. Đấy, chip Exynos 9610 ấy thì thực ra là về lý thuyết là nó sẽ ngang với 660 đấy, nhưng mà về những trải nghiệm thực tế cũng như là về cái độ tương thích game thì vẫn chưa thể bằng 660 được, nó vẫn thua kém 660 một chút. Đấy, còn Galaxy A50 thì cũng có bộ 3 camera phía sau rất là đa dụng luôn, một camera chính có độ phân giải là 25, một camera góc rộng có độ phân giải là 8, và một camera xóa phông có độ phân giải là 5. Đấy, pin thì cũng đủ lớn, 4000 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB Type-C. Nói chung ý là sản phẩm này chỉ có đúng hai nhược điểm. Thứ nhất đó là thiết kế toàn bằng nhựa, thứ hai đó là cái cảm biến vân tay ở bên trong màn hình của nó hơi chậm. Đấy, chỉ có thế thôi. Còn lại thì trong tầm giá của nó, đặc biệt là với thương hiệu Samsung, thì đây là một sản phẩm đáng mua. Đấy, các bạn có thể tham khảo qua giá của Galaxy A50 tại Hoàng Hà Mobile. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn ẩn danh. Bạn đã hỏi là chào anh, cho em hỏi nên chọn những con nào cho những con dưới đây, anh có thể tư vấn cho em máy trong cùng tầm giá. Thứ nhất đó là Redmi Note 7 phiên bản 332, thứ hai là iPhone 7 lock, thứ ba là LG V30. Nhu cầu của em chỉ là chơi game và xem video nghe nhạc thôi ạ. Mong anh đọc. Rồi, với cái nhu cầu của bạn là chỉ chơi game thì trong ba con này iPhone 7 lock sẽ là con mà chơi game tốt nhất. Đấy, xong sau đó thì sẽ đến LG V30 và cuối cùng là Redmi Note 7. Đấy, về xem video thì là LG V30 sẽ là xem video ngon nhất bởi vì là nó có màn hình 2K. Đấy, thế xong sau đó thì sẽ đến Redmi Note 7 và cuối cùng là iPhone 7 lock, bởi vì iPhone 7 lock ấy thì xem video nó màn hình rất là bé. Còn nghe nhạc thì LG V30 sẽ là ngon nhất, thế xong sau đó thì sẽ đến iPhone 7 lock và cuối cùng là Redmi Note 7. Vậy là xét trên cái tiêu chí mà bạn đưa ra thì LG V30 sẽ là sản phẩm mà nhỉnh nhất ở trong số này. Cá nhân mình sẽ lựa chọn LG V30. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Sói Xám. Bạn đã hỏi là anh ơi, em tính mua con Redmi Note 7, theo anh thì có con nào trong tầm giá đó mà ngon hơn hay không? Yêu cầu của em là chơi game, thiết kế và chụp ảnh. Ở đây bạn lại có cái nhu cầu là chụp ảnh. Vậy nên là nếu mà nghiêng sang Vsmart ấy, thì chụp ảnh nó không thể ngon bằng Redmi Note 7 được. Vậy là trong cái tầm giá của Redmi Note 7, mình nghĩ là có hai sự lựa chọn mà nó ngon hơn Redmi Note 7. Đấy, thứ nhất đó là Mi 8 SE. Đấy, Mi 8 SE thì chơi game ngon hơn, chắc chắn rồi, với chip 710 chắc chắn là sẽ chơi game ngon hơn chip 660 rồi. Thiết kế cũng đẹp hơn, cầm nắm thanh lịch hơn, nhẹ nhàng hơn. Chụp ảnh chắc chắn cũng ngon hơn Redmi Note 7. Đấy. Và cái sản phẩm tiếp theo cạnh tranh được với Redmi Note 7 đó chính là Realme X. Realme X chơi game cũng ngon hơn. Realme X là chạy con chip Snapdragon 710 mà. Đấy. Tiếp theo là thiết kế của Realme X cũng đẹp hơn, mặc dù cái chất liệu của Realme X thì không bằng Redmi Note 7 được.
Và chụp ảnh thì Realme X cũng sẽ ngon hơn Redmi Note 7. Và đấy là hai sự lựa chọn mình nghĩ là ngon hơn Redmi Note 7. Còn lại thì ở trong phân khúc hàng chính hãng nhé, thì sẽ tương đối khó tìm những cái sản phẩm nào mà có thể ngon được hơn Redmi Note 7. Thực sự là như thế. May ra chỉ có Vsmart thôi. Ở trong cái tầm giá của Redmi Note 7 thì có cái thiết kế là ngon hơn này. Thiết kế kính kim loại nó rất là đẹp. Vsmart Active 1 Plus ý, đấy. Chơi game của nó cũng ngon hơn, với RAM tốt hơn, nhưng mà chụp ảnh của nó lại không bằng. Đó. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hạo Thiên Võ. Bạn hỏi là: em chào anh, chúc anh thành công trong công việc, cảm ơn bạn. Anh cho em hỏi tầm giá 10 triệu có máy nào chơi game tốt hay không, mong anh trả lời. Tầm giá 10 triệu đó rất nhiều máy chơi game tốt. Bạn có thể lựa chọn được chip Snapdragon 855 rồi. Bạn có thể lựa chọn Mi 9 này, Black Shark 2 này, hoặc là Redmi K20 Pro. Đấy là chơi game cực kỳ tốt luôn. Đấy, nhưng mà nếu mà chơi game thì bạn hãy ưu tiên thêm cái khả năng về pin trâu nữa, thì có Black Shark 2 với cả Redmi K20 Pro. Đấy. Còn lại thì iOS thì bạn có thể lựa chọn được iPhone 8 Plus Lock. Đấy là cái sản phẩm mà chơi game tốt nhất rồi. Đó. Rồi, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Câu hỏi đến từ bạn TRG Game. Bạn hỏi là: thời điểm hiện tại thì còn nên mua iPhone XS Max Lock hay không? Thì thực ra là thời điểm hiện tại mình nghĩ là cái giá của iPhone XS Max Lock rất là tốt rồi. Một số cửa hàng họ đang niêm yết cái giá của sản phẩm này nó dao động chỉ từ khoảng 16 cho đến 17 triệu đồng thôi. Hàng Lock ấy thì mình thấy là chúng ta chỉ việc lắp SIM ghép và sử dụng như một cái máy quốc tế. Và cơ bản là iPhone 10S Max Lock thì nó cũng mới ra mắt chưa được một năm, chưa có iPhone 11, nên là nó cũng chưa ra mắt được một năm. Nên là ít ra là cái hàng dựng của nó ít hơn này, độ an toàn nó cao hơn này, độ mới của nó cũng cao hơn này. Vậy nên là đây là sẽ là một sản phẩm mà mình nghĩ là đáng mua nhất. Và đặc biệt nữa là mình nói luôn có một đặc điểm này nhá, đó là hàng Lock ấy, thậm chí là còn tụt giá chậm hơn là hàng quốc tế đấy. Mình nói không sai đâu. Đấy, các bạn tưởng tượng là trước đây thì cái giá của hàng Lock so với cả hàng quốc lễ nó lệch nhau đến tận cả chục triệu cơ. Cái thời điểm mà iPhone 10S Max Lock giá là khoảng 20 triệu rồi, đã sốt lắm rồi. Thì đối với iPhone 10S Max nó vẫn là 30 triệu, lệch nhau đến 10 triệu. Thế mình cũng đã có một video phân tích như thế rồi, lệch đến hơn 10 triệu như thế. Thế ví dụ như bây giờ khi mà 10S Max Lock nó rơi vào khoảng bao nhiêu nhỉ? Khoảng 16 triệu thì 10S Max đã phải dưới cái mức tầm khoảng 26 triệu rồi, bây giờ chỉ khoảng 24-25 triệu thôi. Và các bạn cũng tưởng tượng là ví dụ như sau này iPhone 10S Max quốc tế đi, giá nó là 15 triệu, thế chẳng lẽ là iPhone 10S Max Lock giá lại là 5 triệu à, đúng không nào? Đấy, vậy là về cái khoảng cách giá nhé, về cái giá trị tuyệt đối là thậm chí là iPhone 10S Max Lock thế thì còn giảm chậm hơn đấy. Đó. Và như vậy là câu hỏi của bạn TRG Games cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.